Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ một bức tranh chú chim đậu trên dòng hoa. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Thank you.
Bạn và các em nếu thích video này hãy bấm nút đăng ký kênh miễn phí để có video mới nhất ở lần sau nhé. Bye bye các bạn và các em.